nhau vẽ thôi. Bây giờ đầu tiên á, các bạn dùng thước và bút chì với gom như bình thường vẽ. We'll be right back.
bạn có thấy cái Doraemon này đẹp không? Hãy cho mình một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ nhấn cái chuông để được nhiều video khác nha. Bây giờ mình sẽ tôi mừng mà...